Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đơn vị chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị một sản phẩm tủ áo âm tường bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Và sản phẩm này thì đơn vị chúng tôi hoàn thiện theo một đơn đặt hàng của gia đình nhà cô Nhẫn đến từ Long Biên, thành phố Hà Nội. Và sản phẩm này có kích thước chiều cao là 2m97 nha quý vị. Và thiết kế thì gồm có 2 tầng và là 3 cánh, 2 buồng và có chiều ngang là 1m55 và sâu hồi là 55 phân. Và đây là hàng đặt cao cấp rất là dày nha quý vị nhé, và hàng thửa trọn vân. Và thông tin chi tiết về sản phẩm, nếu quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên đơn vị chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh về sản phẩm cũng như là công bố kích thước độ dày, và sau đó thì sẽ báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và anh chị có thể tham khảo về sản phẩm thì được sự em là chọn gỗ rất là đẹp nha anh chị nhé, và toàn bộ ván cánh là ván liền, dày là 1,5 phân đây anh chị đó, và đã được hoàn thiện xong phần sơn. Và sợ em thì hoàn thiện phần sơn là phủ sơn màu trần nguyên vân gỗ để khoe được những đường vân thửa gỗ của vân gỗ tự nhiên. Và toàn bộ 6 chiếc cánh thì được cắt cùng cây nhé anh chị nhé, cắt cùng cây lên là độ đồng đều về sắc vân cũng như là sắc gỗ thì nó rất là giống nhau. Và toàn bộ phụ kiện như là bản lề và tay lắm cũng như là khóa thì sẽ đều làm là phụ kiện xịn nhé anh chị nhé. Và bên dưới thì có hai ngăn kéo. Và ván cánh thì toàn bộ sợ em làm với độ dày là 1,5 phân đây anh chị, rất là dày. Và khung cánh được làm với độ dày là 4 phân đó, rất là dày anh chị nhé. Và bên trong thì thiết kế rất là nhiều các cái phần thang xà để chống mo ván. Và anh chị có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm được làm toàn bộ là ván liền đó, ván hậu cũng là ván liền nha anh chị nhé, dày là 1 phân, và hồi giữa thì cũng là ván liền đó, dày 1 phân. Và bên trên thì có một tấm đợt long khung và có một thanh xà để mắc quần áo. Và bên dưới thì em có làm cho gia đình nhà cô là một chiếc ngăn kéo, và đáy ngăn kéo thì toàn bộ là đáy liền nha anh chị đó, đáy liền. Toàn bộ là phụ kiện như là tay lắm đều là tay lắm đồng loại xịn đây anh chị. Và ngoài chất liệu gỗ hương đá ra thì sẽ còn sản xuất với chất liệu như là gỗ gõ đỏ và gỗ gụ Lào nhé. Toàn bộ là hàng cao cấp, và quý vị có thể đặt những cái sản phẩm theo yêu cầu, và sẽ thể nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Gỗ chọn rất là đẹp đây anh chị. Cao là 2m97, ngang là 1m55 và sâu hồi là 55 phân. Và toàn bộ cột hồi thì em làm với bản là 7 phân nhé anh chị nhé. Đó, hai chiều là 7 phân, cột hồi rất là to. Và bản lề là bản lề lá đồng đó, bản lề lá đồng. Với chiếc bản lề này thì một đôi thì có giá trị là 600.000 nha anh chị nhé, bản lề lá đồng. Và đây là cái buồng lách bên tay phải, thì bên em thiết kế thì gồm có hai, cùng có 3 cái đợt nha anh chị nhé, gồm 3 đợt đó. Vân gỗ rất là quằn quại đây ạ. Và toàn bộ ván cánh là ván liền, dày là 1,5 phân nha anh chị. Ván hồi và ván hậu là 1 phân. Và kể cả cái chiếc đợt thì em cũng làm long khung nha anh chị nhé, làm long khung đó, rất là kỹ. Đáy ngăn kéo toàn bộ đáy liền đấy anh chị ạ. Và một chiếc tủ áo âm tường và làm 2 tầng, có chiều cao là 2m97, chiều ngang là 1m55 và sâu hồi là 55 phân. Và toàn bộ ván cánh thì sẽ em làm là ván liền nha anh chị, dày là 1,5 phân, và ván hồi và ván hậu là liền tấm dày 1 phân. Toàn bộ là ván liền, hàng thửa chọn gỗ chọn vân, và khung cánh làm với độ dày là 4 phân, và phụ kiện thì toàn bộ là phụ kiện đồng nhá. Và kể cả khóa thì em cũng lắp là khóa Việt tiệp và có lắp chỉ phào chạy xung quanh. Thì một chiếc tủ áo như thế này thì hiện giờ sợ em đang chào bán với giá là 48 triệu đồng. Hoàn thiện rất là kỹ. Và chất liệu cũng hương đá thì đem lại một sản phẩm có sắc vân rất đẹp nha anh chị nhé. Vân rất là đẹp và hoàn thiện kỹ hai mặt. Và thông tin chi tiết thì anh chị có thể điện thoại trực tiếp cho sở em theo hai số điện thoại. Đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và địa chỉ của sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
và video clip của đơn vị sở em xin kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.